Mấy ngày hôm nay, những người dân ở xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại căng liều bạt ngăn cản xe vào đổ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên người dân nơi đây có những phản ứng bức xúc, tiêu cực đến việc xử lý rác thải cũng như những cơ chế hỗ trợ phù hợp. Vâng, và người dân cấm cửa đổ rác vào Nam Sơn. Nghiễm nhiên những túi rác sẽ bị vứt bừa bãi trong phố, ngoài đường và dù có thu gom thì cũng không thể gọn gàng. Thế là những ngày vừa qua, nhiều tuyến phố của Hà Nội đã bị biến thành những bãi rác bất đắc dĩ, bốc mùi xú uế, hôi thối nồng nặc và khiến cho cuộc sống của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân Hồng Kỳ và Nam Sơn xác định đây là lần 2 trong năm 2020 họ chặn đường vào bãi rác lớn nhất thủ đô. Lần gần nhất người dân chặn xe rác vào giữa tháng 7 với các lý do chậm đền bù giải phóng mặt bằng, xe không phủ bạt, rác thải không được ép trước khi đổ. Thực tế này khiến người dân bức xúc, phản ứng dữ dội. Vâng, mà hiện nay ở bãi rác Nam Sơn thì xe chở rác không còn vào để đổ nữa. Người dân thì vẫn dựng lều bạt ở nhà văn hóa để phản đối. Còn xã thì mới vừa nhận được chỉ đạo từ huyện sẽ đối thoại với người dân và giải đáp những thắc mắc. Và trong chương mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay, một lần nữa sẽ lý giải một phần nào về câu chuyện mà những người dân tại đây phải gánh chịu từ khi có bãi rác Nam Sơn, dù rằng đã từng nhiều lần phản ánh và đề nghị Hà Nội sẽ có những phương án hỗ trợ. Tại thủ đô vẫn trong tình trạng ngập rác thải. Những ngày qua, nhiều con đường tại thủ đô vẫn trong tình trạng ngập rác thải. Ảnh hưởng quá nhiều về sức khỏe luôn, mùi rất khó chịu. Tại vì mình làm ở đây mình biết chứ mùi không thể ngửi được luôn. Đi qua lại tất cả những người, nhất là người sống gần ở đây, những người già. Thấy một chút như này không thấy ảnh hưởng lắm rồi, cũng thấy sợ rồi. Thì nếu giải quyết được, thành phố giải quyết được thì quá là tuyệt vời cho tất cả thành phố mình, Hà Nội mình chứ không phải riêng ở đâu cả. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và đô thị Hà Nội, khối lượng rác thải còn tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội trong ngày 26 tháng 10 ước tính khoảng gần 2.000 tấn. Thu gom ra đây thì không có chỗ để, không có xe làm. Bởi vì bây giờ mỗi xe chỉ có từng này thôi và trong dân không lấy được. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày qua thì nhiều người dân ở các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ đã căng lều bạt để ngăn cản xe chở rác di chuyển vào hai cổng của khi liên hợp ở chất thải Sóc Sơn. Và đây là lần thứ 2 trong năm 2020, cũng là lần thứ 15 trong số 21 năm qua, người dân nơi đây đã ngăn cản xe vào khu xử lý chất thải Sóc Sơn. Và nguyên nhân của vụ việc trên thì chủ yếu là do người dân bức xúc về việc tình trạng ô nhiễm tăng cao cũng như là việc chậm giải phóng mặt bằng trong một khu bán kính 500m. Và một số nơi thì cái việc đền bù cũng như là giải tỏa đất để di dời người dân ra khỏi vùng ô nhiễm, việc áp dụng khung giá đền bù vẫn còn có sự chênh lệch giữa quy định của pháp luật cũng như là thực tế. Chiều ngày hôm qua, 26 tháng 10, nhiều người dân vẫn tiến hành chặn cổng bãi rác Nam Sơn để đòi quyền lợi của mình. Người dân cho rằng thành phố Hà Nội chậm trễ trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, trong khi môi trường sống thì ngày càng bị ô nhiễm. Khi bắt đầu công ty môi trường này đổ rác vào vị trí của giai đoạn 1, giáp với khu dân cư, mà cái khu dân cư đó giai đoạn 1 là chưa được giải quyết dứt điểm từ năm 99 giờ. Thì sau dẫn đến là không còn chỗ đổ nữa thì công ty phải phân luồng xe, cứ 2-3 xe vào một, sau ra mới được vào. Dẫn đến ùn tắc từ trong bãi rác ra ngoài địa phương 1 km. Đấy, suốt đêm xe tắc đường, gây ô nhiễm môi trường, đằng thì khói xăng dầu, đằng thì còi, nhân dân mất ngủ. Lại đổ vào đúng cái vị trí mà trước đây chưa được giải quyết dứt điểm, thì dẫn đến bức xúc. Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Vì vậy các đại biểu cho rằng vấn đề cốt lõi là do việc xử lý chưa dứt điểm, mới chỉ dừng lại ở việc ứng phó với tình huống và cần xem xét lại trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thủ đô. Tôi đề nghị là cần phải xem xét cái trách nhiệm của những người mà chỉ đạo về cái việc là tại sao lại không chi trả tiền đền bù cho dân. Và tiền đền bù cho dân đấy hiện nay đang nằm ở đâu? Ai không chi trả, và từng cấp từ thành phố cho đến quận, cho đến huyện Sóc Sơn cũng như là đối với địa phương xem là những người nào đã không thực hiện đúng cái quy định đã hứa với dân từ rất nhiều năm nay rồi. Tôi nghĩ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và trong đó có cả trách nhiệm của người dân trong công tác tuyên truyền, trong công tác phổ biến và trong cái công tác mà đảm bảo lợi ích cho người dân ở những cái vùng đó chưa được đảm bảo một cách thực sự. Do đó họ có thể bức xúc, họ có thể không đồng tình, đấy là câu chuyện cũng bình thường.
Nếu không giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ rác, đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân, thì cuộc sống sinh hoạt của người dân và hình ảnh của thủ đô sẽ còn tiếp tục bị ảnh hưởng. Về những kiến nghị của bà con liên quan đến cơ chế chính sách, trong cuộc họp khẩn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, người dân Sóc Sơn đã hy sinh để phục vụ cho việc thu gom rác, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường cho cả 10 triệu dân của thành phố. Vì vậy, cả thành phố phải có trách nhiệm lại với bà con. Thời gian qua, từ thành phố cho đến cơ sở đã có nhiều cố gắng giải quyết những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, vẫn để người dân phải bức xúc, chặn xe chở rác. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu vẫn là do nhiều nơi chưa làm hết sức mình, còn tồn đọng, đặc biệt là chưa làm hết trách nhiệm và còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa tốt. Trong thời gian ngắn nhất phải vận động tuyên truyền giáo dục thuyết phục, không phải giải thích các bác là những việc các bác người dân làm như thế này ảnh hưởng lớn như thế nào đến hình ảnh thủ đô, ảnh hưởng thế nào đến cái dân sinh của cả cái toàn thành phố này. Thứ khoát là đến chiều mai tầm 5 giờ chiều mai đồng chí phải giải quyết xong thông suốt để không để cho cái tình trạng này xảy ra. Về những ý kiến của bà con liên quan đến cơ chế chính sách, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định sẽ giải quyết theo nguyên tắc vận dụng các quy định của pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người dân và sẽ sớm giải quyết đảm bảo nhất quán, công khai, minh bạch, công bằng. Trước tình trạng rác thải ùn ứ ngập thủ đô, Hà Nội đã khẩn trương lên phương án dự trữ rác thải tạm thời trong bối cảnh người dân hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn của huyện Sóc Sơn lập chốt chặn xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và đô thị Hà Nội cũng vừa có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân các quận về việc tập kết xe gom rác về các điểm lưu chứa tạm thời, phủ bạt kín và phun khử trùng rác vôi bột dưới gầm xe, đảm bảo vệ sinh, không để tồn đọng rác trên địa bàn. Khi khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn hoạt động trở lại, thì công ty sẽ chủ động tăng cường nhân lực, thiết bị thu gom, vận chuyển rác lưu chứa tạm, bố trí xe phun rửa điểm tập kết để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, với khối lượng rác thải tăng lên hàng ngàn tấn mỗi ngày, thì đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Còn về lâu dài, thì Hà Nội cần phải tính toán hài hòa các lợi ích của người dân thì mới vẹn toàn đôi đường.